Hôm qua ngày 10 tháng 5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại VCCI Phạm Tấn Công. Tham dự tại điểm cầu Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang có các đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Hội nghị cũng kết nối trực tuyến đến 11 điểm cầu tại các huyện thị thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của nghị quyết 41, đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 41, đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện nghị quyết. Các báo cáo tại hội nghị đã truyền đạt những nội dung cơ bản cốt lõi của Nghị quyết 41, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra, xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị. Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức buổi hội thảo thông tin tuyên truyền góp ý xây dựng các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có ông Trình Lam Sinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, đại diện các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Tại hội thảo, sau khi nghe báo cáo tóm tắt 3 dự án luật gồm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Công nghiệp Quốc phòng an ninh và Động viên công nghiệp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, các đại biểu cho các ý kiến làm rõ sự cần thiết, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của ba dự án luật này trong đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh trật tự nói riêng, phân tích làm rõ cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm và những vấn đề trọng tâm cần được quan tâm chú ý và phương hướng xây dựng hoàn thiện ba dự án luật. Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định việc xây dựng ba dự án luật trên là thực sự cần thiết, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ổn định xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại trong tình hình hiện nay. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần tập trung tăng cường tuyên truyền về sự cần thiết, vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong việc xây dựng, ban hành và những nội dung cơ bản của ba dự án luật, nhất là thông qua công tác tuyên truyền. Tiếp tục nắm tình hình dư luận trong các tầng lớp nhân dân để góp phần có hướng xây dựng, hoàn thiện ba dự án luật thời gian tới. Hôm qua, Ban An toàn Giao thông huyện An Phú triển khai các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024. Thực hiện năm an toàn giao thông năm 2024 với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, huyện An Phú tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên ở các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến các xã thị trấn, tạo sự chuyển biến về nhận thức pháp luật an toàn giao thông của người dân, thực hiện việc ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra việc ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các cơ quan đoàn thể các cấp các ngành, nhân dân trên địa bàn huyện, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện An Phú đã khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023.